đang quay phim ở buổi sáng nha các bạn. Và giá đang chào bán là 27 tỷ đồng còn thương lượng. Tổng diện tích đất là 200 m², chiều ngang là 10, chiều dài là 20. Trong cái video này thì mình sẽ làm cái video là live và up thẳng lên YouTube và không render. Nên các bạn mà muốn tìm hiểu hơn về cái thông tin khu Kim Sơn đó, thì liên lạc qua tính qua số điện thoại là 0983383509 nha các bạn. Còn cái hướng này là cái hướng nhìn về đường số 2 khu Kim Sơn. Từ hướng này thì chạy thẳng ra là cái khu Lotte Mart quận 7. Rồi đây là cái căn nhà, căn biệt thự 10-20 sát bên. Và cái giá nhà 27 tỷ á, thì giá này còn thương lượng nha các bạn. Tại cái con đường số 4 thì cũng có một cái căn biệt thự đang chào bán là 10x20, giá đang kêu là 32 tỷ còn thương lượng. Rồi chúng mình sẽ để góc quay trực diện cái lô đất và để cho các bạn xem kỹ hơn về cái thông tin. Và mình like thì mình sẽ không có chèn, không có lồng ghép hay là cắt ghép gì hết. Tất cả video sau này up lên kênh Bất Động Sản thì trực tiếp và không chỉnh sửa, không cắt ghép, để cho các bạn có cái nhìn thực tế hơn ha. Nếu mà các bạn muốn lấy hình ảnh và video của cái kênh thì cứ vô tư mà lấy, mình sẽ không bấm bản quyền đâu. Mình sẽ không kèm thâm hoặc là các effect hay là các hiệu ứng cho trong cái video. Video mình sẽ là video sạch và hỗ trợ cho các bạn bất động sản lấy video để làm phim, làm tư liệu. Và các bạn nhớ là bấm subscribe và bấm like và comment cho mình nha. Rồi mình sẽ quay góc quay chậm, quay lại cái lô đất. Các bạn cứ lấy video sạch của mình làm tư liệu để bán hàng. Rồi đây là mặt trước nè, mình sẽ chỉnh góc quay nè, con đường là trước nhà như thế nào nè. Đây là đường số 5 nội khu Kim Sơn, lộ giới đường là 10 m, hướng đất là nhìn về hướng nam và giá bán là 27 tỷ. Giá giao dịch khu này thì giao động mức là một căn biệt thự mà 10-20 hoàn thiện là mức 32 tỷ nha các bạn. Thì 27 tỷ thì cái chi phí xây dựng nó nằm ở đâu đó khoảng 5 tỷ nữa. Thì nếu mà các bạn muốn mua nhà sẵn thì cứ ngay đường số 4 có căn. Không mua đất xây thì 27 tỷ mình thương lượng tiếp. Rồi chào các bạn nha, nếu các bạn quan tâm thì liên lạc có tính qua số điện thoại là 0983383509 nha.